Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Yêu Tiếng Thái. Đây là kênh không chỉ nói tiếng Thái mà còn nói tiếng Việt nữa, cho nên ai cũng xem được, yên tâm. Và hôm nay thì mình sẽ cập nhật cho mọi người một tí về tình hình chính trị ở bên Thái Lan. Như những bạn nào mà có theo dõi tin tức thì vào ngày 7 tháng 8 vừa qua thì bên Thái lại tiếp tục có một cái cuộc biểu tình nữa. Và những cuộc biểu tình ở bên Thái nó cứ tiếp tục leo thang như vậy. Những cái cuộc biểu tình sau thì nó sẽ quy tụ đông người hơn và nó sẽ nghiêm trọng hơn những lần trước. Và cái hình thức mà đàn áp của cảnh sát cũng tiếp tục mà dâng lên. Ở cái đợt biểu tình này á, thì người ta sẽ kêu gọi nhau thông qua cái hashtag là Mob Dệt Xỉn Hả. Mob có nghĩa là tụ tập, tụ họp. Dệt Xỉn Hả có nghĩa là ngày 7 tháng 8. Mob Dệt Xỉn Hả có nghĩa là tụ họp với nhau vào ngày 7 tháng 8 để đi biểu tình. Và trong cái đợt biểu tình này á, thì có tổng cộng là 10 nhóm thanh niên tham gia. Kiểu như họ sẽ có những cái nhóm hoạt động như là nhóm tuổi trẻ Thái Lan, rồi nhóm thanh niên Thái Lan, kiểu như vậy á. Và sẽ có 10 nhóm đó tụ họp lại để đi biểu tình trong cái ngày 7 đó. Và ở cái đợt biểu tình này thì họ cũng yêu cầu 3 yêu sách, giống như là những cái đợt biểu tình trước. Đầu tiên là Thủ tướng Prayut Chan-o-cha phải từ chức vô điều kiện. Tiếp theo là nhà nước phải giảm ngân sách dành cho quân sự và dùng cái ngân sách đó để hỗ trợ nhân dân ở trong Covid. Và cái yêu sách cuối cùng đó là phải ngưng dùng những cái loại vaccine mà kém hiệu quả đi và hãy sử dụng những cái loại vaccine mà theo tiêu chuẩn quốc tế. Đó là ba cái yêu sách của họ. Và ở cái đợt biểu tình này nè, nó có một cái đặc biệt, đó là cái mục tiêu của họ đó là họ sẽ tiến tới biểu tình ở chỗ cung điện hoàng gia Thái Lan. Đầu tiên thì họ sẽ tập trung tại tượng đài dân chủ, sau đó thì sẽ tiến tới cung điện hoàng gia của Thái Lan. Đó, nhưng mà vào phút chót á, thì họ sẽ đổi địa điểm, không có tiến tới chỗ cung điện hoàng gia nữa mà họ sẽ chuyển tới đi biểu tình ở tòa nhà chính phủ. Nhưng mà ở tòa nhà chính phủ thì cũng bị cản trở nữa, cho nên là họ chuyển hướng sang chỗ ở của ông thủ tướng. Nhưng mà đi tới đó lại tiếp tục bị đàn áp nữa, kiểu như là biểu tình đi tới đâu thì cũng sẽ bị đàn áp hết. Đó, và vào ngày hôm trước á, khi mà cảnh sát nắm được cái thông tin là họ bảo là họ sẽ đi biểu tình ở cung điện hoàng gia Thái Lan á, thì vào hôm trước á, thì sẽ có rất là nhiều những cái giống như những cái container á, mọi người, giống như là để bảo vệ cái cung điện ở bên trong á. Đó, họ dựng một đống container lên, rồi phía trước họ treo một cái tờ giấy ghi cái chữ như vậy: bảo vệ biểu tượng thiêng liêng của quốc gia, kiểu như vậy á. Và những cái người dân ở khu vực xung quanh thì cũng không có được ra vào tự do nữa để mà cản trở người thi hành công vụ á. Đó, họ sẽ dùng những cái container hoặc là những cái bồn xe lớn á, họ bao xung quanh cái cung điện lại. Đó, chắc đây là cái lý do mà người biểu tình phải thay đổi địa điểm á. Tại vì đi tới đó thì bị ngăn cản rồi, cho nên họ sẽ đổi địa điểm tới tòa nhà chính phủ. Và sau đó thì đổi địa điểm tới chỗ ở của ông thủ tướng. Ở cái đợt biểu tình này á, thì người biểu tình họ sẽ chuẩn bị nám plara. Nám plara nó dạng giống như là mắm ở bên Việt Nam mình vậy đó. Mắm cá, mắm ruốc, mắm tôm, kiểu như vậy á. Cái mùi nó rất là hôi. Họ sẽ chuẩn bị trong những cái bịch nhỏ, xong rồi quăng cho nó bể, cho nó nổ ra. Và họ còn chuẩn bị cà chua nữa để quăng. Và cái đợt biểu tình này á, thì họ sẽ tụ họp với nhau vào 1 giờ chiều. Sau đó thì khoảng 3 giờ chiều á, thì cảnh sát đã bắt đầu xịt hơi cay, mà kiểu như xịt cực kỳ nhiều luôn á, và dùng súng cao su để bắn. Thì cái súng đó nó văng lên cao, xong rồi nó rớt vô nhà dân, kiểu như nó rớt lên mái nhà của người dân á. Người ta chửi quá trời chửi luôn. Hoặc là khi mà cảnh sát xịt hơi cay á mọi người, hoặc rồi những cái nhà ở xung quanh á cũng bị cái hơi cay đó bay vào nhà, làm người dân người ta chửi quá trời luôn. Họ bảo là cái hơi cay đó làm họ rất là cay mắt, họ rất là khó chịu và họ không thể nào họ bước vô nhà của mình được, cho nên là họ ra họ chửi mấy cái đứa cảnh sát này rất là nhiều. Đó, và vào khoảng gần 6 giờ chiều á, thì cái đoàn người biểu tình này họ bắt đầu giải tán, họ ra về. Nhưng mà trong cái lúc mà họ ra về á, thì cảnh sát vẫn tiếp tục dùng súng để bắn, vẫn tiếp tục xịt hơi cay á, làm cho người ta cảm thấy rất là phẫn nộ. Ủa bây giờ đã đi về rồi mà tại sao lại tiếp tục bắn người ta, ý là ý như thế nào? Đó. Và trong cái đợt biểu tình này nó có một cái cảnh mà rất là ấn tượng luôn, đó là có một cái xe cảnh sát bị cháy Một cái xe cảnh sát nó dạng giống như là xe mà chở tù nhân á mọi người. Ở phía trước xong ở phía sau nó có một cái khoang để chở người, giống như mấy cái chiếc xe tải ha ta. Mình cũng không biết mô tả nó như thế nào, mà kiểu như nó là một chiếc xe cảnh sát đen đen á. Ở phía sau thì nó sẽ có một cái thùng để chở người á. Chiếc xe đó nó bị cháy phừng phừng luôn, khói bốc lên đen nghìn nghịt luôn. Ban đầu á thì người ta tưởng là do người biểu tình phóng hỏa để đốt cái chiếc xe của cảnh sát đó, nhưng mà thực ra thì người ta nghĩ cái này giống như dàn cảnh nhiều hơn. Tại vì cái khu vực đó là một cái khu vực rất là kín luôn. Tự nhiên ở đâu có một cái chiếc xe cảnh sát nó chạy lù lù vô. Với cả nếu như mà muốn đốt được một chiếc xe cảnh sát mà lửa nó cháy phừng phừng, khói bốc đen nghìn nghịt như vậy á, thì phải có đổ một cái lượng dầu vô khá là nhiều thì nó mới có thể cháy như vậy á. Nhưng mà người biểu tình thì đâu có ai mà có thể dễ dàng vào để mà đổ dầu vô như vậy rồi châm lửa như vậy, vẫn sẽ bị cảnh sát đàn áp chứ đúng không? Cho nên người ta nghĩ cái này giống như là bên phía quân đội họ dàn cảnh vậy đó mọi người. Họ dàn cảnh để thể hiện cho thấy là giống như cái đám biểu tình này tụi nó rất là bạo động luôn, mà tụi nó dám đốt xe cảnh sát như vậy. Vậy mà tụi nó dám nói là tụi nó biểu tình ôn hòa. Đó, cái mức độ bạo lực của tụi nó đã càng ngày càng leo thang rồi, và phía quân đội phải đàn áp mạnh mẽ hơn nữa. Đó, kiểu như vậy. Mọi người có thể lên trên mạng và search thử, thì nó có một cái video nó quay là cái xe cảnh sát cháy phừng phừng lên như vậy luôn. Xong rồi, lúc có một lúc mà người ta phỏng vấn cái ông cảnh sát, ông giống như là, gọi là gì ta? Tự nhiên sực nhớ quên cái tên đó, trưởng đội cảnh sát hả? Không biết nữa, kiểu như cũng là một ông lãnh đạo á. Người ta mới phỏng vấn, ông nói là, ủa tại sao mà những cái cảnh sát này họ lại dám, giống như là họ lại bắn súng cao su hoặc là xịt hơi cay trực tiếp vào người dân. Giống như đây là những cái mà để giải tán đám đông thôi mà, tại sao lại bắn trực tiếp vào người dân như vậy thì không có nguy hiểm hả? Xong rồi ổng mới trả lời là, ủa tôi thấy bình thường mà, không bắn vào những người đi biểu tình thì bắn vào ai? Kiểu như vậy. Đối với người Thái đây là một cái chuyện không thể nào chấp nhận được, tại vì ai cũng có quyền dân chủ mà, họ có quyền đi biểu tình, nhưng mà cảnh sát không có quyền bắn họ, tại vì họ là công dân và họ là người trả tiền cho cảnh sát đó để làm việc. Thì tại sao họ đang đi biểu tình để họ đòi quyền lợi cho họ mà cảnh sát lại dám dùng súng cao su để mà bắn trực tiếp vào họ? Đây là cái chuyện mà người Thái không thể nào chấp nhận được. Đó, ông trả lời như vậy đó, ủa tôi thấy bình thường mà, tại sao không bắn vào đám người đi biểu tình đó thì bắn vào ai? Cái điều này làm cho người ta cảm thấy cực kỳ bức xúc luôn. Đó, và cũng giống như đợt trước á, thì cái đợt biểu tình này nè cũng ra nhiều ý kiến trái chiều. Sẽ có những người không ủng hộ biểu tình á, họ ở nhà và họ nói là, ủa cái tụi này nó đi biểu tình làm gì ta, bây giờ đang Covid mà, đi biểu tình để tìm đường chết hay sao? Giống như vậy, đang yên ổn sao mà không chịu ở nhà để mà chống dịch kiểu như vậy á, mà lại đi biểu tình. Đó, thì nó luôn luôn sẽ có hai cái luồng ý kiến trái chiều như vậy. Và về phía người biểu tình á, thì họ giống như là họ đi biểu tình để họ đòi một cái xã hội mà nó dân chủ hơn, một cái cuộc sống mà giống như là họ mong muốn hơn và cho phù hợp với lại cái tiền thuế của họ. Họ trả thuế cho nhà nước và cái thuế đó cũng là trả tiền lương cho ông thủ tướng, thì ông phải làm những cái biện pháp gì đó để cho đất nước của họ tốt hơn, chứ không phải là cho một cái đất nước mà ngày nào số ca nhiễm vì Covid á, nó cũng dâng lên. Bây giờ bên Thái nó đã cán mốc 20.000 ca nhiễm mỗi ngày rồi đó, và số người chết mỗi ngày là hàng trăm hoặc là 200 người một ngày. Đó là cái mà họ không thể nào chấp nhận được. Và cái tỷ lệ chích vaccine của họ thì cũng không có cao như là họ mong muốn nữa. Và tiếp theo thì còn một cái drama nữa, đó là drama diễn ra trong nội bộ những người đi biểu tình. Giống như hồi nãy mình kể, cái cuộc biểu tình này nè, nó thay đổi địa điểm liên tục á mọi người. Và sẽ có những người họ ở dưới tỉnh họ đi lên, họ không có nắm bắt kịp được cái thông tin. Hoặc là sẽ có những người họ không có lên Twitter liên tục để họ thấy là những cái nhóm lãnh đạo biểu tình này họ đăng cái gì ở trên Twitter, họ yêu cầu là đổi địa điểm như nào á. Đó, cho nên là sẽ có những cái mâu thuẫn diễn ra ở trong nội bộ những người biểu tình. Họ bảo là những cái đứa lãnh đạo á, tại sao mà không lãnh đạo cho nó quy củ một tí, có cái gì thì thông báo cụ thể. Giống như là những cái đứa mà lãnh đạo, những cái đứa cầm đầu cho cuộc biểu tình này nè, nó chỉ trốn ở đằng sau hoặc là nó đứng ở đằng sau để nó cho mình đi ra ngoài để mình làm hình nhân thế mạng thôi, kiểu như vậy. Có cái gì cũng thông báo cụ thể, đổi địa điểm thì nói cho cụ thể đi, chứ để mình đi tới đây rồi cảnh sát nó bắt mình thì sao? Mà ở đây lại không có biểu tình. Với cả là họ cần những cái cuộc biểu tình này nè, những cái người lãnh đạo phải lãnh đạo cho nó quy củ hơn một tí. Kiểu như ở cái lần biểu tình này nè thì cái mức độ nó như vậy, cảnh sát đàn áp thì mình đi về. Vậy thì lần sau mình phải tiếp tục có những cái biện pháp gì đó để mà mình chống đối lại cảnh sát, hoặc là mình làm sao cho cái cuộc biểu tình của mình á dâng cao lên từ từ và tạo sức ảnh hưởng lên từ từ, chứ không phải là lần nào biểu tình xong rồi cảnh sát đàn áp xong rồi đi về, lần sau biểu tình cảnh sát đàn áp tiếp rồi mình lại đi về nữa. Thì như vậy nó rất là tốn công, trong khi cái việc đi biểu tình này nè là một việc mà cực kỳ nguy hiểm. Họ có thể đánh đổi mạng sống và đánh đổi tương lai của họ luôn. Chưa kể là Covid nó đang nguy hiểm như vậy nữa, mỗi lần biểu tình là mỗi lần nguy hiểm. Đó, đi biểu tình thì nó cực kỳ mệt luôn, cho nên là họ cũng không muốn xảy ra những cái mâu thuẫn ở trong nội bộ những người đi biểu tình. Đó, mâu thuẫn với chính phủ thì nó đã đủ mệt rồi, bây giờ lại có mâu thuẫn giữa nội bộ những người đi biểu tình nữa thì nó lại không hay cho lắm. Đó, thì hôm trước có một cái cuộc cãi nhau mà giống như là cực kỳ lớn về nội bộ những người đi biểu tình luôn. Và bây giờ như thế nào thì mình cũng không rõ nữa, không biết là tình hình đã đi tới đâu rồi. Đó, sơ sơ thì đây là những cái gì mà diễn ra xung quanh cái cuộc biểu tình vào ngày 7 tháng 8 vừa rồi ở bên Thái Lan. Và để xem sau đó nếu như mà có những cái gì nữa thì có thể là mình sẽ tiếp tục cập nhật cho mọi người. Và chúc mọi người một ngày đầu tuần làm việc vui vẻ nha. Bye bye!